Đang dạy người ta làm. Giờ Dung là đàn chị Dung này. Đang bấm máy tính tiền. Nhưng vô đi vô lấy. Người ta kêu món gì rồi vô bấm món đó vậy trong bếp. Nhận được. Hồi trước bấm lộn ngầm lên mình là chắc thành đó. À, có. Dung đi bưng loạn. Dung đi vô lấy người ta gọi món gì xong rồi ghi trong giấy xong ra nó bấm vô rồi bưng ra có người khác bưng. Mấy đứa con trai bưng. Dung bưng mấy cái nhỏ nhỏ ra nè. Những người quan tưởng Dung đóng phim. Từ từ con, từ từ quay gì Dung. Bảo đảm ấp cái này lên là một ngày 20 view luôn, bố mẹ muốn coi. Cái con đó là nó hay đi chơi với Dung á mẹ. Con này là cái con mà nói. Con này là cái con mà nói Dung là cầm cái bóp bà già đi đâu á. Là bà ngoại. Đây đây là anh lính mới. Thử rồi. Anh đút cơm. Ngon. Phở gì mà mắc quá, phở gì mà 9 đồng tô. Cơm 8 đồng rưỡi. Cơm có 1 miếng xương 8 đồng rưỡi mẹ ơi. Phở dở lắm mẹ ơi. Dở lắm. Cà phê thì 3 đồng phẩm Dung. Nhưng mà Dung đang chị này trong này nên lấy free. Thôi giờ nó làm cái hàng nó dùng vậy rồi. Nó đềm Dung rồi. Rồi thương lắm mà. Mà nó